Trong khi đó là mời là sư cha đến trước bàn thờ ông bà cũng để sự lễ. Một bên ông chui họ nhà gái cũng đang mời ông chui cũng thương, bên đây cũng thương, cùng bốn người đồng kính lễ. Sau đó tới phần là ông sư lễ ra để lại ông bà mất cốt. Sau đó cái tới phần ông bà cùng tiền rồi con bác mình đậu lên bàn ông thể thì nó có bấy nhiêu. Vậy xuống kia cho mình tổ chức hình. Quay ra, quay lại, quay lại, quay lại. Để cho đây là hoàng con ngay ngay, đặt cho đây, làm đi. Cầm, cầm, kiếm gì chim tiếp, cầm ngang. Mua, gạo, ta dẹp nữa rồi. Đây, có, đầu tư đấy rồi. Đầu tư đó nha. Ờ, mở vậy. Qua, bữa nay đi, tự hành. Đủ thêm rồi sao, đủ thêm rồi sao. Thôi cho ngay chỉnh lại rồi, cũng cho ngay chưa. Đưa cho nhờ anh ăn nó ấm luôn đi rồi. Bốn sư gia đồng chấp tay đợi xá bốn xá thay cho bốn lại. Xá bốn xá thôi, chấp trong cái bài này. Chấp cùng nhau hành trình. Ok rồi. Người nè, thưa ơi. Nhìn đây luôn. Đứng đây cái nữa luôn, cho mình kiếm luôn. Rồi chơi. Nhìn đây nè thưa ơi. Ghi của mày chú dâu á. Rồi bây giờ con hai con quay vô trong bên trong. Hai công việc. Bây giờ thay cho là xá thôi, khỏi lại. Rồi giữ tay lễ nhìn lên bàn thờ nè. Rồi. 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 Giết tự dâu cũng bốn xá nữa. Tại vì xá đây là cũng như đại tổ tông. Rồi nè. Ngân. Rồi giữ đưa tay xá. Giữ tay lễ nhìn gì đây, từ tôi hai người ơi. 1, 2, 3, giữ yên. Ok. Cái phần ông đại diện cơ bên nội nhà gái đang cái khay rượu lại đảm đặng mời tới bà hiến tiền. Rồi.
Làm luôn anh. Để có bông lên trên bàn đi nha. Bây giờ là bên đây là còn lớn nhất là có bà cô Bảy. Thấy không? Mời bà cô Bảy đây. Là bà cô Bảy cho nó biết, con cháu nó biết. Bà cô. Nó nói ghế bển là lấy thì sao ngồi? Để ghế vậy được rồi, còn ngang ngó ngang qua đây nè. Chút bên kia để vậy là sao luôn. Mày chọc tên nó để cho mày chọc mà để đây đường đâu tao đi vô. Để cái nắng ghế này nắng vô này có đi lên có được đi vô, tao ngồi xếp vậy nè, đi đường này vô. Ừ. Giờ mày đứng là mày chọc xuống luôn nha. Ý nó muốn ngay bằng thờ luôn. Thế cậu đây không có đường vô. Lấy luôn cái đó. Đó nè. Để lấy bởi vậy luôn. Cho để cái lấy vậy có bắt cái em tao rồi. Ơi. Mắt cũng xem rồi. Con ơi thôi đi. Ông chụp hình không nghe lời cậu Tư đi. Mắt cũng xem rồi. Xem rồi thôi rồi. Được rồi rồi. Mà đứng ngoài kia mất luôn vàng nữa luôn. Mời mời con rồi. Mời con rồi. Cái vậy cô Bảy rồi bà cô Bảy đại diện hai ly rượu luôn, hai đứa rượu. Hai tay nghe con. Cho cậu uống hai ly. Cho cái bà dính bữa đi. Rồi. Bữa nay gã được cháu đâu, cháu bữa đi. Đính quậy được rồi. Đó, rồi. Chị, cũng tiền ngay sử dụng đi ông Thạm với Bảnh rồi. Rồi, bà chị lấy con. Cho cả nhà nhìn lấy con 1, 2, 3 giờ rồi. Mà nội ngồi đó đi cho chó ông ngoại. Ông ngoại nó mất đó. Ông bả là ha, ông ngoại ngoại. Ngồi anh ta. Vậy ông bả chú sướng rồi. Không có bà nội không ạ? Hôm nay là cái ngày hạnh phúc trong đời của hai cháu chị bị bà nội được. Bây giờ quay nhiều không? Nhiều. Thôi con ơi. Trời còn tới ông Năm bà Năm với bà Tư nữa, xong xong ruột thôi còn đây, hai cháu đang đi lên cánh đồi bà. Ông Năm bà Năm kìa. Cái này giữ cho bà này lên ruột mà cho nó. Ông Năm bà Năm. Ông Năm bà Năm với bà Tư chuẩn bị ha. Ông sụp rồi, ông sụp rồi, bắt tay rồi. Bắt tay rồi, ông Năm bà Năm bắt tay rồi. Năm bà Năm bắt tay phải không? Còn bà Tư. Tôi vô cho nó biết mặt bà Tư đây. Tư ông Tư đâu? Ông Tư ngủ không đi, hôm nay là để đi sao? Ăn dép vô, ăn dép vô. Ông Huệ người ta chế rồi. Ông Năm mà Năm chế rồi, bây giờ mời bà Tư đâu à. Còn à, giai cấp là bà ông bà mời vào để cho cháu nó uống miếng rượu cho cháu nó làm lễ trang trọng cái mời. Mời ông bà mời vô hết nha. Phải không? Rồi bà Tư, người Tư giùm con nè. Dạ rồi, Tư ơi, bà Tư nhìn con nè, quay từ từ rồi, Tư ơi. Rồi, chút nữa, Tư nhìn con đi ạ. Bà Tư rồi, bà Tư sống trăm tuổi. Rồi, bây giờ đó. Vợ chồng. Dạ. Trăm năm hạnh phúc. Đúng rồi. Ta vừa trẻ lắm. Rồi. Mình nhìn đây nha. 1, 2, 3 giờ rồi. Hết con gái nha. Hết con gái nha. Hết con gái nha.
Thôi khoan bây giờ cho nó cân bằng chút bây giờ cái là thôi để mời hai bà xui ra ngồi hai đứa nó đưa được rồi hai xui rồi mời hai ông xui cho nó cân bằng về vấn đề mà tình xui ra. Ờ đúng rồi đây mày cầm con. Hai bên nào cũng có công tranh giành giữ được hết trơn. 1 2 3 dạ rồi. Rồi mời hai bà xui an tọa và mời ông hai ông xui đến. Cái bình dưới hơn như hôm qua nay nghe chi là thầy lý vô thầy lý nha thầy lý vô hai ông bình nhật luôn đó hai ông này bình đông gia không à hai ông bình nhật không à uống lưng bất cứ lắm á ông kia còn bình nhật giữ nữa nhớ không bình nhật không à rồi mình nhìn vào đây dùng câu 1, 2, 3 giờ rồi đó bây giờ cái là hết hết chồng xanh này cha lấy ngót lại thì hai con là ngày mai được hạnh phúc vậy là quý rồi cũng quá mừng rồi bây giờ tính bác chú cô gì nữa để đây cho lẹ để cho lẹ con đâu ơi có ai chị cậu ba bà ba đó không chế luôn chế luôn chế luôn rồi rồi vậy mà anh chị vâng anh năm chị năm chị sáu về mời vô kìa anh một anh hai anh ba bốn năm sáu bảy tám